Vâng, mình chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Loa Phương Nam Sài Gòn. Thì hôm nay là bên em tiện thể bàn giao cho anh khách với dòng loa 5 tấc đôi này. Thì mẫu này là bên em là mẫu mới nha mọi người. Thì tiện thể là bên em đã xin anh là khiêng ra ngoài này để mà quay video cũng như là review chi tiết cũng như là trải nghiệm chất âm ở ngoài trời để anh chị và các bạn chúng ta cùng cảm nhận nha mọi người. Thì ở đây là loa tích hợp luôn bình ắc quy ở trong và điện trực tiếp để anh chị sử dụng những nơi không điện như thế này, không có điện như thế này cũng có thể sử dụng được nha mọi người. Rồi và phần review thì em sẽ chia thành 3 phần để anh chị dễ hiểu nhé mọi người. Thì đầu tiên là em sẽ giới thiệu về phần bề ngoài của chiếc loa này và sau đó là sẽ đi vào phần test nhạc và phần test karaoke. Thì bên em sẽ làm video riêng để test karaoke để anh chị và các bạn cùng trải nghiệm nhé mọi người. Thì một video là bên em làm là bên em sẽ chia làm nhiều phần để anh chị và các bạn dễ hiểu hơn nha mọi người. Vâng, và đầu tiên vỏ thùng ở đây thì được đóng từ gỗ MDF và được phun một lớp sơn sần nha mọi người, sơn sần chống chày cho anh chị nha mọi người. Đó thì hiện tại là trời đang mưa nha mọi người, thì em sẽ cố gắng nói nhanh để anh chị hiểu và test chất âm để mà cho nhanh nha mọi người. Tại vì trời đang mưa cho nên phần test karaoke là em sẽ làm video riêng nha mọi người. Rồi và tiếp theo kích thước của chiếc loa này. Kích thước của chiếc loa này sẽ là bề ngang của chiếc loa này sẽ là 1m nha mọi người. Bề ngang là 1m, rồi là bề sâu của chiếc loa này sẽ là 50. Còn chiều cao của chiếc loa này là 85 nha mọi người. Chiều cao 85, nếu mà luôn bánh xe là 90 nha mọi người. Rồi và ở bên hông. Ở bên hông thì thiết kế thêm cho anh chị là có quay nắm này để anh chị có thể hai người hai bên là nhấc chiếc loa và khanh chiếc loa này đi nha mọi người. Và mặt sau thì thiết kế thêm cho anh chị là một hộc đựng hộp micro nha mọi người, để anh chị không sử dụng anh chị có thể có cất hộp micro vào đây nha mọi người. Rất là gọn gàng và chi tiết luôn, đỡ bị micro bị mất đó mọi người. Thì đa số anh chị hát á, là bị micro mất một cái hoặc là mất hai cái rồi tới lúc tìm mua cũng hơi khó nha mọi người. Còn anh chị đã mua loa bên em thì trường hợp mà mất micro hoặc là micro bị hư trong vài năm anh chị sử dụng về sau á, thì anh chị có thể tìm đến bên em và đặt mua bên em dòng micro này về nha mọi người. Rồi và tiếp theo em sẽ review về phần cấu hình trong của dòng loa này nha mọi người. Thì mặt lưới ở đây này là mặt lưới kim loại và được sơn nhiều màu. Ví dụ như là anh chị thích là màu đen, phun đen hoặc là màu vàng có tạo điểm nhấn. Tại vì ở đây là chiếc loa này là anh trai đã thích dòng màu này và đã yêu cầu bên em là ráp theo màu này. Đó, còn anh chị mà yêu thích một màu là phun đen hoặc là lưới đen, rồi mặt nạ đen và hồng chép vàng hoặc là phun đen, hồng chép bạc cũng được nha mọi người. Tại vì bên em là xưởng loa có thể làm theo màu của anh chị lựa chọn nha mọi người. Rồi thì loa được trang bị ở trong là có một bình ắc quy. Thì bình ắc quy là nặng là 6kg. Thời gian sử dụng của dòng loa này là 3 đến 6 tiếng cho anh chị sử dụng bình ắc quy nha mọi người. Tùy theo công suất của anh chị mở lớn hay là nhỏ. Còn anh chị mở vừa phải thì nó cả ngày không hết nha mọi người, không hết pin cả ngày, không hết pin. Anh chị mở nhạc vừa phải tầm là 30-40 để anh chị nghe nhạc là cả ngày nó không hết nha mọi người. Rồi và ở dưới là có 4 bánh xe để anh chị có thể dễ dàng di chuyển và đẩy chiếc loa này đi nha mọi người. Đó thì ở đây là cây đang che bánh xe rồi. Rồi và bây giờ em sẽ đi vào phần cấu hình trong của dòng loa này nha mọi người. Thì loa được trang bị chính là hai bát 50. Thì bát 50 ở đây có từ là 17 và con 65 nha mọi người. Và hai chép bên em gắn ở trên này sẽ là hai chép 450, chép RCF nha mọi người. Đó, và bảng mạch điều chỉnh âm thanh. Rồi bảng mạch điều chỉnh âm thanh thì em sẽ làm một video khác để anh chị hiểu rõ nha mọi người. Tại vì trời đang mưa này. Đây, em trai đưa lại gần này, trời đang mưa nha mọi người. Trời đang mưa là bây giờ em sẽ tiến hành test nhạc để anh chị và các bạn cùng cảm nhận chất âm thôi. Còn mà phần review về bảng mạch thì em sẽ làm một video chi tiết hơn và phần test karaoke luôn nha mọi người. Tại vì hiện tại là bây giờ trời đang mưa cho nên là em sẽ test nhanh một đoạn nhạc trước khi mà bàn giao nha mọi người. Rồi thì loa đi. Vâng, và đi kèm theo loa sẽ là hai micro nha mọi người. Hai micro UHF, micro set tần số trên tay mic và có tăng giảm trên tay mic, micro bọc kèm và bắt sóng cực kỳ là xa nha mọi người. Dòng mic này thì anh chị hát nó rất là hút dòng của anh chị, để anh chị hát rất là nhẹ nha mọi người. Rồi và bây giờ em sẽ test nhanh một đoạn nhạc để anh chị và các bạn cùng cảm nhận nha mọi người, tại vì trời đang mưa. Oh,
Get out.
Và hiện tại trời đang mưa nha mọi người. Video chi tiết hơn thì em sẽ làm một video khác để anh chị và các bạn cùng tham khảo nha mọi người, cũng như là video test karaoke. Còn bây giờ là trời đang mưa cho nên là bên em phải tranh thủ để đẩy vào, không là mưa ướt hết loa nha mọi người. Rồi cảm ơn anh chị và các bạn đã luôn đồng hành cùng Phương Nam Sài Gòn. Và anh chị có yêu mến shop thì nhớ nhấn đăng ký kênh cũng như là bấm chuông thông báo và chia sẻ và cho em một like luôn nha mọi người. Rồi cảm ơn anh chị và các bạn đã luôn đồng hành cùng Phương Nam Sài Gòn. Và anh chị có yêu cầu đặt hàng cũng như là tư vấn thì anh chị hãy liên hệ qua số điện thoại được để trên màn hình nha mọi người.